quấy gì đổi quần luôn cô. Nếu các bạn, bạn chừng camera anh chừng em là tự hết tóc ở nhà mùa dịch luôn các bạn. Quay cái đổi quần luôn á. Tự ăn chơi trong đời tự mới hết luôn à. Quá dữ luôn rồi. Quá chết luôn rồi. Tự hết ở nhà luôn nha các bạn. Ồ, ghê chưa. Ôi trời, mình xuống mình nhìn thấy bạn hết hồn các bạn ơi. Mình hả? Hết rồi. Rồi, thì hiện tại thì bạn Trường đã bó tay với cái đầu của bạn rồi. Nên là bạn nhờ bạn cứu hành giật dài ấy các bạn ơi. Phía sau bạn không thấy đường hết. Nào các bạn thấy không? Bạn tự hết à, cái đầu của bạn nè. Họ bạn tự cầm xuống rồi. Đẩy lên cao chứ hả? Trong đó rồi. Trời trời. Thở này là tạm biệt Dương nha các bạn. Lần đầu hớt tóc luôn. Mày giữ. Trời. Wow, nhìn thấy chuyên nghiệp quá ta. Trời ơi, sao này hết nó lên cao dữ vậy? Chứ nó đẩy, nó tự đẩy mà nó đẩy ót lên trên, giờ đẩy luôn quá hả? Ha, chơi khá bảnh luôn. Thôi. Chị chữ khá bảnh. Đẩy lên. Đẩy lên luôn hả? Nóng. Cái mưa tự biên chế nó mạnh nó nên là chạy nó nóng á. Để các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn cái tông đơ à, cứu hành cho mấy bạn coi cái tông đơ cái coi mấy bạn coi cái tông đơ gì mà ngộ quá vậy. Muốn tắt phải tháo gì cái điện ra được. Dạ. Tháo gì điện ra được anh ơi. Tháo gì điện. Đó, cái pin này nó mạnh quá. Cái tông đơ gì ngộ vậy. Ôi. Có chuyện điện giật nha trường em. Trời không thợ nhìn thấy nó nhìn giống chuyên nghiệp với trời. Ôi. Dạ. Dữ. Rồi chứ. Vô cổng với điện, thôi hết điện cái bệnh luôn á. Hết điện. Ờ, để tao sửa lại rồi. Trời. Ôi, cái đồ hết đông đơ hết là xịn luôn nha. Hàng này nhà hàng nhập về nha các bạn. Tông đơ này mạnh quá. Ừ, nó chạy luôn, hết mã lực luôn, cái chừng trái nha. Cái chừng nó trái nó nổ một cái là tét đầu á. Cái đó là tóc rụi luôn á. Đầu rẽ thì gươm quá chứ. Nó nóng quá cô ơi. Trời em mệt chút hả? Ừ, nó nóng lắm. Để trời. Nó hết phẩm cái này là kêu tém làm sao được. Để tao bầu giới trần lại chút á. Tự nó hết mà. Lấy lên cao nó bặn trên đây luôn đi chứ đừng có để cái. Kệ nó vậy thì quá giờ đẩy lên hơi hơn chút nữa được rồi. Đẩy lên cho bằng cái hai cái bên phạm vô nè. Hai bên phạm vô nè, đẩy cho bằng cho cao lên nè. Chứ nhìn vậy đâu á. Dưới mười chứ vậy. Thầy trời. Dưới đường em bự khủng khiếp. À, một người à, hết người à, coi kiến luôn quá dữ. Tao đợi vuốt vuốt rồi nữa không. Khung đầu xuống. Ừ khung xuống. Để mình mài cái gót này cho nó bén. Mài bén rồi. Bạn ấy bị nắm đầu các bạn ơi. Nóng chưa? Ừ. Hả? Nóng hả? Nóng cho nó mệt. Kéo tỉa đi. Nóng cho nó mệt chút cái đó. Để xịt nè. Đâu. Đâu múa lại cái gì kỳ vậy? Kể cho mỏng luôn con. Dạ, tóc gì?
này thở nữa. Giống luộc quá vậy. Trời trời gì giống chuyên nghiệp. Bây giờ nó cắt rồi, xích cái đầu nghe chưa? Bây giờ đau quá, hành nhẹ nhẹ nó kéo lục quá. Tóc là dày quá. Tóc là tóc trâu mà. Cái cọng tóc bự không? Cọng tóc nó bự lắm, tóc trâu mà. Đó, chút tay anh nó có tém. Phan phan. Lấy cái đầu bệnh lỗ tai lại rồi. Lộn xích cái lỗ tai chết nữa. Anh đang lỗ luôn nè. Kệ đi, sửa đi hình vậy đó. Thôi chút để lên cho tròn đi mày nhìn. Vậy mấy để tròn giống tao luôn đi. Để dài vậy nhìn thấy kỳ quá. Không trông nổi nè. Nó làm đâu chỗ nào là tự nhiên hay chứ đó. Trời 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 ô. À, cái này đỉnh nha, thợ nè không biết học ở đâu nè. Thấy mua kéo là thấy đỉnh rồi đó mấy bạn. Trời 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 trời. Trời 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 chú. Nó tỉa vô bằng lại luôn, ghê không? Đỉnh chưa? Thợ này chuyên nghiệp nha. Cái vậy, cái vậy, cái vậy, cái vậy. Tao để vậy nè, tao chảy. Trời xỉu. Xỉu, xỉu. Ôi trời, chảy lượt sóng nữa. Ê. Chuyện gì chứ. Thật là vẽ chữ. Vẽ chữ luôn bạn. Trong đâu bị vậy? Nó lỏng lỏng luôn. Lỏng cũng như đèn em ơi. Đây. Đưa tao một cái là xịt luôn á. Giờ thì đã thành phẩm rồi đó các bạn ơi nè đó. Wow, đẹp đẹp không anh chủ đầu? Được. Được hả? Ồ. Oh. Được rồi anh chủ đầu nói được ok đó mấy bạn. Chứ nãy ảnh mới ảnh tự hết ở nhà là mình thấy cái đầu ảnh là mình cười. Cũng bể cái bụng luôn. Mình muốn bể cái bụng luôn á, nhờ anh cứu hành à. Nè, chuyến này là mình trắng cho nó một lần luôn, hình mặt. Đó. Wow. À, anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh làm gì anh thợ? Chơi một lần. À, trắng cái lần hả? Chia ngôi ha. Chia ngôi nè, trắng một lần luôn. Rồi, anh chuẩn bị trắng, trắng một lần luôn mấy bạn ơi. Này nha, này nha. Đó. Gắn cộng với điện vô cho được cái vụ cái này đâu một lần nhưng mà thành hai lần rồi quá. Thành hai lần hả? À, cái máy này mỗi lần muốn chạy là phải nhét cộng dây điện vô cục pin nha bạn. Đó. Nước cái đầu lên. Ừ, bẻ cái đầu lên đó. Chà, wow. Xây cái á của anh. Xây này thành số 8 xây rồi. Nó mới cắt sát pin luôn rồi. Nha, thấy không ổn rồi bạn ơi. Thấy không ổn rồi đó bạn ơi, hình như nó không có hết pin rồi. Hết pin rồi. Cuối cùng thì cái đầu của bạn cameraman đã hoàn thành rồi mấy bạn ơi. Thật là kết thúc thật mỹ mãn chứ lúc đầu là thấy mình thấy mãn mỹ luôn rồi đó. Chút xíu nữa chút xíu nữa là úp cái tô lên rồi mấy bạn ơi. Đẩy đầu đinh luôn rồi. Chút xíu nữa chỉ còn phương án là úp cái tô rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn.